Video này mấy bác nhìn đây là con gì thì cho mấy bác comment trên đó. Thì cái lô Echo vừa rồi về á thì khách họ rất là tinh, họ chỉ cần nhìn thấy thôi là họ chốt ngay. Và đây em khèo lên cho mấy bác nghe tiếng máy. Một cái máy trên cả sự tuyệt vời. Một cặp. Quá dữ dằn. Rồi, không test nữa nè, ồn ào. Thì em cũng giải đáp cho mấy bác, đây là con này. Echo. Đấy. Echo 315. Thứ dữ. À, đẹp. Có trợ lực nha. Trên cả sự tuyệt vời. Thì khách này, em cũng nói anh khách này anh mua bên em cũng vài con rồi. Anh quay lại, anh vừa thấy vật là anh chốt con đó. Rất là nhanh chóng. Rồi, tối nay sẽ đóng hàng cho anh. Đây. Tuyệt vời, những con này về mấy bác xài mà đúng sắc đúng nhất. Nói thiệt, như con kia với con đây mà xài đúng sắc đúng nhất thì đến bao giờ mấy bác mới phải alo lại em. Thiệt á, chứ không phải em nói gì, nhiều khi em nói thì nhiều bác kêu khỏe mày chạng nổ. Thiệt á, em bán máy rất là nhiều. Hồi giờ bán quá nhiều và những cái anh mà mua những con này chẳng bao giờ alo lại, làm gì mất thời gian. Mất công mất việc ấy. Ra là chiến thôi. Đó, thiệt sự là vậy. Thứ dữ mà. Đâu phải đơn giản đâu mấy. Nhìn cỡ này mà. Đấy. Quá VIP luôn, trong phải VIP nữa. Rồi ok, đây khoèo cái nổ. Đây khoèo này. Rất là nhẹ đầu. Quá tuyệt vời. Đế chân nó kêu á, đây này. Thấy chưa? À. Đấy, cái đế chân này, đấy, nó kêu. À. Nha. Này, yên tâm, đây. Chà. Đây nó. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Thì cảm ơn khách đã ủng hộ máy bên em. Quá VIP. Rồi, mấy bác cho xin một like nha. Đó, em cố gắng em dọn lắm á, không phải đơn giản đâu, cho kịp cho mọi người. Rồi ok.